môn roller sport này? Chào bạn, mình biết tới bộ môn roller sport khoảng hơn một năm về trước, và mình có tham gia mình mới tham gia tập luyện bộ môn này được khoảng 8 tháng. Và điều mình cảm thấy thích thú khi tham gia bộ môn roller sport là nó mang lại cho mình một sức khỏe dẻo dai và bền bỉ, và giúp mình có thêm nhiều bạn bè mới và cởi mở hơn với mọi người. Bạn cảm thấy như thế nào về chuyến tập huấn lần này của câu lạc bộ iSkate? Mình cảm thấy rất là vui khi đã được sự quan tâm của câu lạc bộ iSkate đã lên tập huấn cho câu lạc bộ X-Game Đà Lạt và đã giúp cho câu lạc bộ có cơ hội được giao lưu, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm và giúp nâng cao trình độ của các skater của câu lạc bộ X-Game Đà Lạt và giúp cho câu lạc bộ phát triển mạnh hơn về chuyên môn của bộ môn này. Và mình xin gửi lời cảm ơn tới anh Trần Quân và câu lạc bộ iSkate đó. Với vai trò là một huấn luyện viên, bạn cảm thấy như thế nào về chuyến tập huấn cùng câu lạc bộ X-Game Đà Lạt lần này? Với vai trò là một huấn luyện viên của câu lạc bộ iSkate thì mình cảm nhận về các vận động viên ở Đà Lạt, các bạn ấy tập rất là siêng năng, chăm chỉ, và độ tiếp thu của bạn ấy rất là tốt.